Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc lại thổi lửa ở Biển Đông. Trung Quốc ngày càng hung hăng trên các hồ sơ mà nước này có tranh chấp chủ quyền từ Biển Đông, Biển Hoa Đông cho đến eo biển Đài Loan bằng việc tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận. Chính quyền Trung Quốc mới đây đã phát đi thông báo từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 sẽ tiến hành nhiều cuộc tập trận hơn nữa trên vùng biển phía Đông và Đông Bắc Trung Quốc. Chiến dịch mới nhất này bao gồm các cuộc tập trận liên tiếp. Đây là hình ảnh tên lửa đạn đạo chống hạm Đông Phong 21D có khả năng đánh chìm tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ được phô trương trong lễ diễu binh tại Trung Quốc. Cục Hải sự Trung Quốc cho hay cuộc tập trận thứ nhất sẽ diễn ra ở vùng biển Bột Hải, ngoài khơi thành phố cảng Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc vào ngày 7 tháng 9. Cuộc tập trận thứ hai, trong đó có phần bắn đạn thật, sẽ được tổ chức ở khu vực phía nam của vùng biển Hoàng Hải trong ngày 8 đến 9 tháng 9 năm 2020. Theo thông báo, tất cả các tàu thuyền bị cấm vào khu vực tập trận này. Cũng vào tháng trước, Trung Quốc tiến hành một sự kiện hiếm thấy và bất thường là tổ chức 4 cuộc tập trận kéo dài suốt từ bờ biển Hoa Đông, Hoàng Hải cho đến tận Biển Đông. Trong đợt tập trận nói trên, Trung Quốc đã bắn 2 quả tên lửa đạn đạo chống hạm, gồm tên lửa Đông Phong 21 và tên lửa Đông Phong 26 về phía Biển Đông, vào một khu vực giữa tỉnh Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa. Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Trung Quốc đã bắn đến 4 quả tên lửa đạn đạo đến vùng Biển Đông. Trước đó, hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Nhật Bản cũng đã có cuộc gặp tại căn cứ quân sự Andersen trên đảo Guam vào ngày 29 tháng 8 năm 2020 nhằm thắt chặt hợp tác quân sự song phương. Đây là hình ảnh phái đoàn quân sự Mỹ và Nhật Bản do hai bộ trưởng quốc phòng dẫn đầu hội đàm tại căn cứ không quân Andersen Guam vào ngày 29 tháng 8 năm 2020. Lãnh đạo quân sự hai nước đã lên án mạnh mẽ những nước đơn phương dùng vũ lực để thay đổi nguyên trạng các tuyến lưu thông hàng hải, ám chỉ đến Trung Quốc. Theo đài AFP của nước Pháp, Bộ trưởng Marc Esper và đồng nhiệm Taro Kano đã nhất trí duy trì kiểm soát chiến lược hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc đến cam kết Washington bảo vệ Tokyo theo Điều 5 của Hiệp ước An ninh giữa Mỹ và Nhật Bản, được áp dụng với trường hợp quần đảo Senkaku hoặc là Điếu Ngư hiện do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc đòi chủ quyền. Về vụ bắn tên lửa của Trung Quốc ra Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã đều xác nhận đó là nhằm cảnh cáo các máy bay trinh sát của Mỹ hoạt động gần khu vực Hải quân Trung Quốc đang tập trận. Và trước mối đe dọa tên lửa từ Trung Quốc vào tháng 9 này, Nhật Bản có thể sẽ thảo luận những giải pháp phòng thủ thay thế sau khi từ bỏ dự án triển khai hệ thống chặn tên lửa Aegis của Mỹ. Các nước trong khu vực và các nước liên quan đều đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc bắn tên lửa ra Biển Đông. Đây là hình ảnh thông cáo vào ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ Quốc phòng Mỹ về việc Trung Quốc đã bắn tên lửa ở Biển Đông. Tên lửa Đông Phong 26 được bắn thử với tên lửa Đông Phong 21 vào ngày 26 tháng 8, có tầm bắn khoảng 4.000 km, được coi là loại tên lửa diệt tàu sân bay và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Loại tên lửa này nằm trong các loại vũ khí bị cấm trong Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung INF đã được Hoa Kỳ và Liên Xô ký từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Do không bị ràng buộc vì hiệp ước này, Trung Quốc đã triển khai khoảng 2.000 quả tên lửa liên lục địa gắn tên lửa hành trình có tầm bắn từ 500 cho đến 5.500 km. Đây là lý do được Washington nêu khi giải thích về việc rút khỏi hiệp ước INF với Liên Xô, tức là với Nga hiện nay. Vụ thử nghiệm tên lửa diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận từ ngày 24 đến 29 tháng 8 ở phía bắc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm được của Việt Nam. Bộ Quốc phòng Mỹ đã phát đi thông cáo vào ngày 27 tháng 8 khẳng định các hành động của Bắc Kinh, kể cả việc thử tên lửa, càng gây thêm bất ổn cho tình hình ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc nằm trong các hàng loạt các hoạt động của Bắc Kinh nhằm áp đặt các yêu sách hàng hải phi pháp và gây bất lợi cho các nước láng giềng Đông Nam Á tại Biển Đông và trong đó có cả Việt Nam. Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc đã đi ngược lại cam kết ghi trong bản tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông DOC vào năm 2002 và đặt ra nghi vấn về động cơ thực thụ của Bắc Kinh trong đàm phán về bộ quy tắc ứng xử COC. Vào ngày 26 tháng 8 năm 2020, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng cho rằng việc Trung Quốc liên tiếp tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa vi phạm chủ quyền của Việt Nam và đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và khiến tình hình thêm phức tạp, bất lợi cho tiến trình đàm phán giữa Trung Quốc và các nước ASEAN về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Các cuộc tập trận ngày càng hùng hậu và trên quy mô lớn của Trung Quốc nhằm ba mục tiêu.
Đây là hình ảnh tàu chiến Mỹ USS Mustang. Thứ nhất là nhằm kích động tinh thần dân tộc trong nước. Thứ hai là để ngăn chặn các lực lượng bên ngoài, đặc biệt là Mỹ, can thiệp vào Biển Đông. Thứ ba là cảnh cáo các nước láng giềng về các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, trong đó có cả Việt Nam. Nhưng các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ngày càng phản đối mạnh mẽ. Việt Nam thì yêu cầu Bắc Kinh hủy bỏ các cuộc tập trận ở Hoàng Sa, đồng thời đề nghị tăng cường hợp tác với Ấn Độ vì sự ổn định của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Philippines cho biết sẽ cầu viện Mỹ nếu Trung Quốc tấn công tàu của Philippines ở Biển Đông. Riêng Mỹ sẽ không từ bỏ các chiến dịch phôn OP ở vùng biển này, và chiến hạm Mỹ đã thực hiện tuần tra vùng biển Hoàng Sa vào lúc Trung Quốc tập trận bắn đạn thật. Một hôm sau khi Trung Quốc phóng thử tên lửa ở Biển Đông vào ngày 27 tháng 8, chiếc khu trục hạm USS Mustang đã đi vào ngang qua vùng quần đảo Hoàng Sa nhằm duy trì các quyền hạn, quyền tự do và quyền sử dụng hợp pháp vùng biển được luật pháp quốc tế công nhận. Phát ngôn viên của Mỹ khẳng định là chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải vừa thực hiện cũng nhằm thách thức yêu sách của Trung Quốc đối với các đường cơ sở thẳng bao quanh quần đảo Hoàng Sa. Và để đối phó với Trung Quốc, Mỹ còn quyết định tổ chức họp Bộ Tứ Kim Cương. Đây là hình ảnh chụp thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc trừng phạt các công ty Trung Quốc cải tạo trên Biển Đông. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã lên án thái độ rất hung hăng hiện nay của Trung Quốc khi phát biểu tại tổ chức phi chính phủ tại Hội đồng Đại Tây Dương. Hãng tin Reuters cũng cho biết Hoa Kỳ dự trù tổ chức nhiều cuộc họp cấp cao với các đối tác an ninh Nhật Bản, Úc và Ấn Độ trong Bộ Tứ. Cụ thể, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ họp với đồng nhiệm Bộ Tứ vào tháng 9 và tháng 10 năm 2020. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien sẽ họp với các đồng nhiệm Bộ Tứ ở Hawaii vào tháng 10 năm 2020. Vào ngày 26 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố lệnh trừng phạt với các công ty Trung Quốc và cá nhân đã tham gia xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông và cho biết Washington sẽ tiếp tục hành động cho tới khi Trung Quốc chấm dứt các hành vi cưỡng ép trên Biển Đông, hướng tới lợi ích chung và cư xử một cách thân thiện, tôn trọng các nước láng giềng. Một trong những cái tên nổi trội nhất trong danh sách bị trừng phạt là Tập đoàn Kiến thiết Giao thông Trung Quốc CCC, không chỉ tham gia vào quá trình bồi đắp và xây dựng trái phép các thực thể nhân tạo ở Biển Đông. Mỹ đã xác định CCC còn là nhà thầu hàng đầu được Bắc Kinh sử dụng trong sáng kiến Vành đai và Con đường. Lệnh trừng phạt vào ngày 26 tháng 8 năm 2020 được coi là một trong những nỗ lực đáng ghi nhận sau tuyên bố lập trường mới về Biển Đông và cam kết hỗ trợ các nước bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay ngày 9 tháng 9 năm 2020 với bản tin Trung Quốc lại thổi lửa ở Biển Đông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.